Chúng tôi đến mở hộp trải nghiệm mới nhất. Điện thoại Huawei 3. Cái này trông như thế nào? Hãy thử màu đen, màu trắng. Lại một bên. Trải nghiệm cảm giác xé màng đi. Đẹp. Màu trắng. Đẹp. Cảm giác gì? Bạn đã bao giờ nhìn thấy chiếc đồng hồ này chưa? Đồng hồ vuông Fitba. Mở máy. Màu đen này nhìn thật sự rất đẹp. Màu trắng này đi kèm với chấm đỏ nhỏ này. Thật sự cũng rất đẹp. Chất liệu vẫn không thay đổi. Chất liệu là vật liệu cao su phô lơ của Huawei truyền thống. Chức năng bên trong cơ bản đều là cùng. Máy phong ngủ của Huawei. Đó là ngoại hình. Thay đổi lớn. Hóa ra phát của chúng tôi thuộc về muốn. Hình vuông này trông rất đẹp. Mang. Trước tiên hãy mang theo màu đen để cảm nhận. Sao nào? Nhẹ và mỏng. Thử lại màu trắng. Tuyết trắng này có cảm giác khác. Bởi vì đường viền màu trắng này có một chấm đỏ nhỏ ở đây. Rất dễ thấy. Chấm đỏ nhỏ này rất dễ thấy. Vậy tôi xem chức năng bên trong. À, về cơ bản là phòng ngủ của Huawei GT. GT 4 về cơ bản là giống nhau. Axi máu. Sức khỏe tim mạch. Tất cả đều có nhịp tim. Được. Cái này nên bán. Có thể, hẳn là sẽ bán hết. Chúng tôi thấy trên các chức năng cơ bản. 1,82 inch ha. Rất mỏng. Độ bền siêu dài IPC một tấm gạch thể thao. Thị trường tâm lý, nhịp tim maxi. Phát hiện áp lực giấc ngủ. À, chống thấm nước chắc chắn là chống thấm nước. Các bạn nghĩ sao? Sắp công khai rồi. Có thể bắt đầu rồi.